chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 6, luyện tập chung, tiết 1, trang 26. Chúng mình cùng nhau làm bài tập nào. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào tia số. Ở ý A, chúng mình sẽ điền các số còn thiếu vào tia số dựa vào dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn, hoặc chúng mình có thể dựa vào cách tìm số liền trước và liền sau của một số để chúng mình điền số còn thiếu nhất. Ở tia số thứ hai, chúng mình cũng điền các số còn thiếu vào ô trống theo thứ tự từ bé đến lớn, dựa vào số liền trước hoặc liền sau, hoặc dựa vào thứ tự của dãy số. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Bài 1 ý A. Tia số đầu tiên là 21, 22. Liền sau số 22 là số 23. Và liền sau số 23 là số 24, 25. Và liền sau số 25 đó là số 26. Liền sau số 26 đó là số 27, số 28. Và liền sau số 28, số còn thiếu ở đây là số 29 và cuối cùng là số 30. Chúng mình đã hoàn thành xong các số còn thiếu ở tia số thứ nhất. Tiếp tục ở tia số thứ hai ý B. 54, 55, 56. Liền sau số 56 là số 57 và liền sau số 57 là số 58. 59 và liền sau số 59 là số 60. Số 61, liền sau số 61, số còn thiếu ở đây là số 62. Liền sau số 62, ở đây chúng mình sẽ điền là số 63. Như vậy chúng mình đã hoàn thành các số còn thiếu ở tia số thứ hai. Ở tại bài 1 củng cố cho chúng ta về cách điền số vào tia số. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Ý A, viết số thành tổng theo mẫu. Các em hãy quan sát mẫu. Ở đây là số 45 bằng 40 cộng 5. Vậy số 45 gồm 4 trục và 5 đơn vị. Đây chính là tách số thành tổng, trục và đơn vị. Chúng mình sẽ dựa vào mẫu để chúng mình viết các số còn lại thành tổng theo mẫu nhé. Ý B, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây cũng là tách số. Ở đây là 55 bằng 50 cộng với số nào còn thiếu để chúng ta được số đó là số 55. Tương tự như vậy, các số còn thiếu các em sẽ điền vào ô trống sao cho thích hợp. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Số đầu tiên là số 56. Số 56 thì gồm có 5 trục và 6 đơn vị, tức là 50 cộng 6. Số 87 gồm 8 trục và 7 đơn vị, tức là bằng 80 cộng 7. Số tiếp theo là số 64. 64 gồm 6 trục và 4 đơn vị. Chúng mình viết 60 cộng 4. Số 29 gồm 2 trục và 9 đơn vị, bằng 20 cộng 9. Số 42 bằng 40 cộng 2. Số 77 gồm 7 trục và 7 đơn vị, tức là bằng 70 cộng 7. Như vậy chúng mình đã viết được các số thành tổng theo mẫu rồi đấy. Tiếp tục ý B. 55 bằng 50 cộng 5. 97 bằng bao nhiêu cộng 7? Thì chỗ này chúng mình điền là số 90. Số 23 bằng bao nhiêu cộng 3? Thì chúng ta sẽ tách bằng 2 trục, đó là 20. 48 bằng 4 trục và 8 đơn vị, chúng mình điền số 8.
Như vậy bài tập số 2 củng cố cho chúng ta cách viết số thành tổng theo mẫu. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: viết số liền trước, số liền sau dựa vào số đã cho. Cột thứ nhất là số liền trước, cột thứ hai là số đã cho và cột thứ ba là số liền sau. Vậy chúng mình hãy dựa vào số đã cho để chúng ta viết số liền trước và số liền sau nhé. Các em hãy quan sát mẫu. Số đã cho là số 30. Vậy liền trước số 30 chúng mình bớt đi một đơn vị là số 29. Liền sau của số 30 chúng ta tăng lên một đơn vị là số 31. Tương tự như vậy, các số còn lại đã cho, chúng mình hãy dựa vào cách tìm số liền trước và số liền sau của một số để chúng ta làm bài tập nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây, số đã cho là số 59. Vậy liền trước số 59 là số bao nhiêu? Liền trước số 59 bớt đi một đơn vị là số 58. Vậy liền sau số 59 là số bao nhiêu? Liền sau số 59 là số 60. Tiếp tục, số đã cho là số 66. Vậy liền trước số 66 là số bao nhiêu? Liền trước số 66 chúng ta bớt đi một đơn vị là số 65. Liền sau số 66 là số bao nhiêu? Liền sau số 66 là số 67. Tiếp tục, số đã cho là số 87. Liền trước số 87 bớt đi một đơn vị là số 86. Liền sau số 87 chúng ta tăng lên một đơn vị là số 88. Như vậy chúng mình đã tìm được số liền trước và số liền sau dựa vào các số đã cho đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau: viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Các em hãy quan sát số 39, số 23, số 56, số 34 yêu cầu như sau: các số trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là. Nhiệm vụ của các em là phải so sánh 4 số ở trên xem số nào bé chúng mình viết trước, số nào lớn chúng mình viết sau. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Số bé nhất trong các số ở trên đó là số 23, sau đó đến số 34, sau đó đến số 39 và số lớn nhất đó là số 56. Như vậy chúng mình đã viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn đó là 23, 34, 39, 56. Tiếp tục, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 là một bài toán có lời văn. Các em nghe cô đọc bài toán. Trong vườn có 37 cây cam và 32 cây chanh. Hỏi số cây cam hơn số cây chanh bao nhiêu cây? Trước tiên các em cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết trong vườn có 37 cây cam và 32 cây chanh. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi số cây chanh hơn số cây cam bao nhiêu cây? Vậy để biết được số cây cam hơn số cây chanh bao nhiêu cây, chúng mình sẽ làm như thế nào? À, các em ạ, muốn biết số cây cam nhiều hơn số cây chanh bao nhiêu cây thì mình sẽ lấy tổng số cây cam trừ đi số cây chanh thì sẽ ra số cây cam nhiều hơn đấy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau giải bài toán nào. Đầu tiên chúng mình sẽ viết câu lời giải, đó là số cây cam hơn số cây chanh số cây là 2 chấm. Dòng thứ hai chúng mình ghi phép tính lùi vào 2 ô. 37 trừ 32 bằng 5.
và đơn vị ở đây là cây, mở ngoặc đóng ngoặc. Đáp số thẳng dấu bằng 2.5 cây. Như vậy chúng mình đã trả lời được câu hỏi số cây cam hơn số cây chanh là 5 cây. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 5 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em.